Vào mùa hè năm 2020, nước Mỹ đã chìm trong biển lửa phẫn nộ vì cái chết oan ức của George Floyd, một người đàn ông da màu. Người này đã bị ghi cổ tới chết một cách thản nhiên bởi cảnh sát da trắng. Trong những phút cuối cùng, George đã hổn hển kêu lên: "Tôi không thở được" và mẹ ơi, con tiêu rồi", mặc dù biết bà đã chết cách đây 2 năm. Có lẽ ông cũng biết chắc rằng mình sẽ chết. Là người da màu trong xã hội Mỹ đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những kỳ thị. Sự bạo hành của cảnh sát, nếu có gì đáng ngạc nhiên thì chỉ dừng ở việc nó đã được ghi hình và tung lên mạng xã hội thôi. Đây là bản chất thật của nước Mỹ. Kỳ thị chủng tộc, cụ thể là giữa người da trắng với người da màu, có nguồn gốc thế nào? Liệu đây chỉ là vấn đề của nước Mỹ hay của cả thế giới nói chung, trong đó có cả Việt Nam? Cùng tìm hiểu câu trả lời có bài viết "Kỳ thị chủng tộc có nghĩa gì với người Việt" của tác giả Bích Tảo trên Spiderum nhé. Xin các bạn lưu ý là để bài viết khách quan và có trọng tâm hơn, Spiderum đã mạn phép chỉnh sửa lại sắc thái ngôn ngữ của tác giả để trung hòa hơn, đồng thời lược bỏ một phần nội dung về lý giải cuộc biểu tình không bạo động của người da màu, và hai là việc người da màu đấu tranh cho phong trào thuyền nhân tại Việt Nam. Nếu quan tâm, các bạn có thể xem bài viết đầy đủ trong phần mô tả. Đối với những người da đỏ bản địa, nước Mỹ ngày trước đã là một xã hội thuộc địa và cho tới nay vẫn còn là một xã hội thuộc địa. Mỹ là một xã hội thuộc địa của những thực dân xâm lấn, một hệ thống quyền lực mà ở đó những kẻ thực dân xâm lấn chiếm đất đai của người bản địa, sau đó di dân đến vùng đất vốn thuộc về cộng đồng bản địa. Nước Mỹ hình thành nhờ việc cướp giật đất đai và diệt chủng người da đỏ. Và sở dĩ nước Mỹ giàu có trở thành một cường quốc cũng vì sự lao động miễn phí của người da màu, những người bị bắt khỏi châu Phi và bị nô lệ hóa tại Mỹ từ năm 1619. Vì sao những tội ác trên có thể xảy ra? Đó là vì sự kỳ thị chủng tộc, niềm tin rằng chủng tộc này siêu việt hơn các chủng tộc khác. Đây cũng là nền tảng cho việc phân biệt đối xử với những người từ chủng tộc được cho là kém hơn. Việc phân biệt này không chỉ hiện diện trong tâm trí, trong các mối quan hệ, mà còn trong cấu trúc xã hội được hiện hành, được hệ thống nhằm áp bức các chủng tộc được cho là thua kém hơn. Một biểu hiện cụ thể của phân biệt chủng tộc là niềm tin vào sự thượng đẳng của người da trắng, đi cùng với đó là niềm tin vào sự hạ đẳng của người da màu. Vì người da màu được tin là chưa tiến hóa hoàn toàn, kém thông minh nên cần người da trắng bảo vệ và khai trí. Trong thực tế, đây là một cái cớ để người da trắng thống trị mọi khía cạnh chính trị, văn hóa, kinh tế và địa lý của các chủng tộc khác. Ví dụ rõ thể nhất chính là lịch sử đô hộ gần 100 năm của người da trắng với người Việt ta. Sự tự do và sự phát triển của người Mỹ da trắng trung lưu và thượng lưu luôn đi kèm với sự tù đày và đàn áp của người da màu, ít nhất là người da đen và người da đỏ. Điều đó vẫn đúng trong hiện tại. Vì vậy, có thể nói, sự kiện gây ra cái chết của George Floyd không xảy ra một cách biệt lập. Nó xảy ra không phải vì 4 người cảnh sát trong tình huống này vô nhân tính hơn, mà vì sự kỳ thị chủng tộc với người da đen đã tồn tại một cách có hệ thống ở Mỹ. Thậm chí, đây còn là nền tảng cơ bản nhất của nước Mỹ. Hệ thống cảnh sát ở miền Nam nước Mỹ được hình thành vào năm 1704 với mục đích bảo vệ chế độ nô lệ. Vì nhiều người nô lệ da đen lúc bấy giờ đã bỏ trốn hoặc nổi dậy, người Mỹ đã tạo ra một lực lượng cảnh sát để kìm hãm sự bùng nổ của họ. Một trong những công việc chính của lực lượng cảnh sát lúc bấy giờ là đi tìm bắt lại những nô lệ đã bỏ trốn và dập tắt những làn sóng bạo động của người nô lệ. Thậm chí, sau khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ, chức năng của hệ thống cảnh sát vẫn là để giám sát người da màu và duy trì hệ thống phân chia chủng tộc. Nhìn chung, hệ thống cảnh sát được tạo ra với mục đích bảo vệ an toàn cho những người da trắng ở Mỹ, ở tầng lớp trung và thượng lưu khỏi những người mà được lăng kính kỳ thị chủng tộc coi là nguy hiểm, những người da màu, ít nhất là da đen, và người nghèo cùng với người thuộc giai cấp hạ lưu. Theo số liệu từ Mapping Police Violence, dự án nghiên cứu về phạm vi bạo lực của cảnh sát Mỹ, thì từ năm 2013 và 2019, cảnh sát đã giết 7.666 người, tức trung bình mỗi ngày có tới 3 người dân thường bị giết bởi cảnh sát. Con số này còn nhiều hơn số 6.951 người lính Mỹ chết trong chiến tranh ở Afghanistan và Iraq từ năm 2001 cho tới 2018. Mặc dù người Mỹ da đen chỉ chiếm 13% nước Mỹ, nhưng chiếm đến 25% những người đã chết vì bị cảnh sát giết, tức 1.945 người. Nhìn chung, họ có nhiều rủi ro bị cảnh sát giết hơn những người thuộc màu da khác. Và nếu đọc tới đây, bạn có suy nghĩ là người Mỹ da đen bị giết nhiều hơn là do họ bạo động hơn hoặc là gây mất trật tự hơn, thì đó cũng chính là một suy nghĩ kỳ thị chủng tộc. Không chỉ trong lực lượng cảnh sát mà còn với các tổ chức và cơ quan xã hội khác, sự kỳ thị chủng tộc vẫn diễn ra. Như trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, 100.000 người Mỹ đã chết, trong đó có 20.000 người là da đen.
Sự kỳ thị chủng tộc tồn tại trong hệ thống y tế và kinh tế đã khiến tỷ lệ về thời gian qua đời của người Mỹ da đen trong đại dịch Covid nhanh hơn gấp 3 lần so với người da trắng. Đó là vì những người da đen có thu nhập thấp, sống trong những vùng ngoại ô, không được hưởng sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ liên bang. Nguyên nhân không phải vì dịch bệnh, mà vì hệ thống bỏ rơi người da đen ở Mỹ. Đọc tới đây chắc bạn sẽ nghĩ, bên Mỹ kỳ thị chủng tộc ghê quá ha. Nếu đỉnh điểm của kỳ thị chủng tộc là tàn sát và diệt chủng, thì ngoài kia có tồn tại một luồng tư duy rằng người kinh chúng ta cũng không thoát khỏi những tội lỗi này đâu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói rằng nghiệp của toàn dân mình nặng lắm. Trong quá khứ đã thôn tính cả dân tộc Chăm, chiếm một phần lớn đất Campuchia. Đừng nhìn qua Mỹ mà tưởng lầm chúng ta không hề có kỳ thị chủng tộc. Vào nửa sau thế kỷ 15, nhân nhà Trần suy yếu, quốc vương nổi tiếng của Champa là Chế Bồng Nga đã mở nhiều cuộc tiến công đánh phá vùng biên giới Đại Việt rồi đánh ra Diễn Châu, Nghệ An và Châu Ái, Thanh Hóa. Thậm chí Champa có lần tiến theo sông Hồng đánh vào tận Thăng Long. Triều Hồ Quý Ly đã 3 lần tiến đánh Champa, chiếm đất lập thành hộ Thăng Hoa, nay ở địa phận Quảng Nam, Quảng Ngãi. Xung đột giữa Đại Việt và Champa vẫn tiếp tục xảy ra trong thời Hậu Lê và đỉnh điểm là chiến dịch của vua Lê Thánh Tông năm 1470 khi quân Đại Việt tiến vào kinh đô Champa là Trà Bàn, gây ra cái chết của 60.000 người Chăm, bắt giữ 30.000 người làm tù nhân. Cuộc tiến công này làm kinh đô Trà Bàn của Champa sụp đổ hoàn toàn, miền Bắc nước này sau đó được sáp nhập với Đại Việt. Tới bây giờ thì nước Champa đã biến mất, hoàn toàn bị thôn tính, trở thành miền Trung và miền Nam Việt Nam. Thống kê hiện chỉ còn khoảng hơn 160.000 người Chăm đang cư trú ở Việt Nam. Nếu chúng ta từng bị đô hộ thì chúng ta cũng đã và đang đô hộ những nhóm người khác, mặc dù hình thức có thể là khác so với chế độ thực dân của Tây Phương. Trong một giai đoạn khác của lịch sử thì những thành phố, thị xã mà chúng ta yêu quý và coi là nhà đã từng thuộc về những người khác. Sau nhiều giao tranh, chiến đấu vì nhiều mục đích khác nhau, lãnh thổ của nước này trở thành một phần của nước khác. Chính vì vậy mà không có ít quan điểm cho rằng lãnh thổ của họ đã bị tổ tiên chúng ta cướp đi không thương tiếc và rằng sự sống và lối sống của người Chăm đã bị chúng ta phá đi một cách dã man. Tôi nhớ có một lần nghe cậu tôi nói, Hene là hoa hậu vậy chứ cũng chẳng có đại gia nào thèm đâu. Ẩn trong tuyên bố này là niềm tin rằng người dân tộc thiểu số không giỏi bằng người Kinh, cho dù họ có thành công đến mấy đi chăng nữa. Trong tiềm thức của nhiều người mang tư tưởng phân biệt chủng tộc, hẳn họ cũng tin rằng người Kinh siêu việt hơn những dân tộc thiểu số, đồng thời tôn thờ người da trắng như một chủng tộc đẹp đẽ, văn minh và tiến bộ nhất. Dĩ nhiên, cũng chẳng thiếu những định kiến mang tính kỳ thị như người Campuchia lười biếng, người Ấn Độ hôi hám hoặc người da đen bạo lực. Những suy nghĩ tưởng chừng như vô hại này là khởi điểm cũng như là nền tảng cho việc cướp bóc và tàn sát một nhóm người khác. Và khi ta bắt đầu tin ta hơn một ai đó, thì ta cũng sẽ tin mình xứng đáng hơn họ và có quyền hơn họ. Khi tới vùng sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở vùng cao hay những nơi hẻo lánh, không thể phủ nhận sự thật rằng người Kinh đúng là được hưởng nhiều quyền lợi xã hội hơn so với những người dân tộc thiểu số. Mặc dù về mặt pháp lý, tất cả công dân Việt Nam đều có quyền bình đẳng, dưới lăng kính của những kẻ kỳ thị chủng tộc, những tội ác chúng gây ra là lẽ tự nhiên và vì vậy không cần phải thừa nhận, sửa đổi hoặc trục lỗi. Nếu những niềm tin mang tính kỳ thị này không được chuyển hóa thì lịch sử sẽ lặp lại. Kỳ thị chủng tộc không chỉ là vấn đề của người da trắng hoặc da đen, nó không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ. Kỳ thị chủng tộc là vấn đề mang tính toàn cầu mà tất cả chúng ta phải đối mặt. Tôi có kỳ thị và bạn cũng có kỳ thị. Nhà văn, nhà hoạt động nổi tiếng James Baldwin đã từng nói, không phải cứ đối mặt sẽ được giải quyết mọi chuyện, nhưng sẽ không có gì thay đổi cho đến khi chúng ta đối diện với chúng. Chúng ta phải chống lại kỳ thị chủng tộc, vì chúng ta đã từng là nạn nhân bị đàn áp và bóc lột của chế độ phân biệt chủng tộc từ các nước như Pháp, Mỹ. Vậy nên chúng ta có trách nhiệm đứng lên với những người đang chịu chung hoàn cảnh với mình ngày trước. Chúng ta cũng phải đối diện với kỳ thị chủng tộc tại chính quốc gia của mình, phải có trách nhiệm với những cộng đồng dân tộc thiểu số đã và đang chịu đựng những định kiến từ người Kinh. Cuộc đấu tranh cho dân chủ và công lý phải đồng hành với cuộc đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc. Chúng ta phải gọi tên, đối diện và chống lại sự kỳ thị chủng tộc đang giết chết người da màu, nhất là người da đen ở Mỹ, đang đè nén những người dân tộc thiểu số trong lãnh thổ Việt Nam và đang làm héo tàn lòng trắc ẩn của chính chúng ta. Bạn nghĩ sao về quan điểm của tác giả? Theo bạn, kỳ thị chủng tộc tại Việt Nam có tồn tại hay không? Và nếu có, thì dưới những hình thức nào, có tương đồng với những gì đang diễn ra ở Mỹ hay không? Hay có khía cạnh nào khác về chủ đề này mà bạn muốn thảo luận thêm cùng Spider Room không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!